Chào cả nhà nha. Sáng nay em cùng bà xã em đi lên vuông đi thăm lú đó cả nhà. Thu hoạch được ít cua tôm nha. Đây em đổ ra cho cả nhà xem nha. Đây. Tôm xuống nhìn rất mê nha cả nhà. Nhiêu đây thì cũng vợ chồng em cũng kiếm cái tiền trang trải hàng ngày cũng được nha. Cũng có thu hoạch lai gai cả nhà ơi. Với em lựa ra ít cá phi nha. Con cá này ở đây em kêu bằng con cá phi nha cả nhà. Ở đây có con cá kẹo nữa đây. Bữa nào mà cũng được nhiêu đây hết là mừng lắm đó cả nhà. Là ấm lắm nha. Là ấm lắm rồi đó. Nhiêu đây thì vợ chồng cũng kiếm tiền trang trải được cả nhà ơi. Đây em lựa cá kìa. Đây cả nhà xem. Xuống nó bự lắm nha cả nhà. Xuống rất lớn nha. Lấy chà bá, chà bá. Con sú lớn như vậy thì mình bán nó mới tiền nhiều nha cả nhà. Còn con sú nhỏ thì mình bán sú giạt nó không có nhiều tiền nha. Nó rất là rẻ nha. Giờ hai chồng em làm cái món cá này để làm bữa cơm sáng cho gia đình. Mời cả nhà cùng xem cùng theo dõi. Buổi sáng hai chồng em làm món cá này chế biến được những món ăn gì nha. Giờ hai chồng em đi ra kiếm hái cà muống vô làm nấu canh nha cả nhà. Đây hai chồng em đi ngoài vườn kiếm món rau để chế biến cái món cá phi đó nha cả nhà. Nấu tô canh chua cả nhà ơi. Đây nè em, chỗ này nè kìa. Đâu tốt nè. Này mình bẻ rau muống là những cái rau ở xung quanh nhà này rất an toàn nha cả nhà. Mình ở đây là em không có xài phân thuốc nha. Mưa là cái này cả nhà xem, cái đợt cơm muối muống nó rất là non nha. Cái này là chánh gốc của dân miền Tây luôn nha cả nhà. Đây, bà xã anh cười một cái cho anh khỏe thôi. Đây cả nhà. Sáng vợ chồng em đi vuông vô thì cũng có cái thu nhập rồi nha. Cũng bắt được ít cua tôm cả nhà. Còn món cá thì mình dùng để chế biến món ăn nha. Trường hợp nếu mà cá nhiều thì mình đem theo mình bán. Ít thì mình ăn. Còn ít thì mình ăn cả nhà ơi. Trời mưa này rau nhìn nó rất là non nha cả nhà. Nó mềm eo à. Cảnh ở vùng quê thì hầu như là mình những cái rau như vậy đây cả nhà, nó tự lên nha. Có đôi lúc thì rau muống tàu thì mình trồng nha cả nhà. Cái này là rau muống đồng nha. Ở vùng thành thị thì mình đi ra mình mua thì nó rất là tốn kém con ạ. Ở vùng quê mình thì món ăn cũng rất là đơn giản nha. Mình đi ra một vòng xung quanh vườn thì không có cái loại rau này thì cũng có cái loại rau khác nha cả nhà. Mình ăn nó rất là an toàn nha. Rau muống này mà nấu canh chua là rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời phải không? Được rồi anh đây. Rồi được rồi, vậy mình vô đi. Đây cả nhà. Nãy giờ em cùng bà xã em đi đặt được bấy nhiêu rau muống đây nha. Nhiêu đây thì hai chồng ăn là xỉn hết đó cả nhà. Giờ em tính hàng em bằng cá nha. Hôm nay em xã giỏi quá ta. Trời, em giỏi từ khuya tới giờ. Cả nhà thấy em xã mình giỏi không? Cả nhà bữa nay mằng cá thế vợ nữa kìa. Công việc thì ở nhà thì hầu như bà xã mình lúc nào bận lên công việc thì em vô em làm nha cả nhà. Bữa nay cho ông xã 10 điểm. Cho 10 điểm phải không? Ừ. Về chỗ quỳ gối luôn phải không? Hôm xã nấu nữa là cho 10 điểm nữa. Là ra 20 điểm như vậy. Là ra 20 điểm. Đây cả nhà xem. Cá nhìn nó rất là ngon nha. Mình bằng cái kéo thì nó mau hơn nha. Bữa nay anh nấu canh chua cho em ăn thử một bữa thôi anh. Anh nấu thì tuyệt vời rồi. Em ăn mà không sạch nồi anh thua em. Vậy hồi anh nấu thử nha. Ừ, anh chơi thiệt không à. Đây cả nhà. Cá này thì em mặn em chưa có đánh dậy mỡ bụng nha. Cả nhà nhìn thêm à. Thấy cá nó uống nhìn thấy rất là ngon nha. Mặn cá cũng đẹp quá đó anh. Đẹp không? Đẹp. Anh mà em.
sau một khoảng thời gian thì em đã mần cá xong và em rửa cá xong nha cả nhà. Ở đây còn ít cá nhỏ thì em không có mần nha. Nhiêu đây thì hai chồng cũng ngắm buổi sáng nha cả nhà. Giờ em tiến hành em rửa rau nha. Rau muống thì cái món ăn tuy rằng nó rất là đơn giản nhưng nó rất là dễ ăn nha cả nhà. Và cũng rất là ngon nha. Rau nhìn thấy non quá cả nhà. Bữa nay hả ông xã làm nấu đãi em thử ơi, cái gan sao nha. Đây mình rửa những cái đồng rau thì lá nào mà sâu nhiều thì nó có sâu bọ đâu thì mình ngắt ra nha. Em mần cá và em rửa rau xong thì tới cái khâu em chế biến nha cả nhà. Sau khi em đã làm cái món cá xong và hái được ít rau thì tới phần em chế biến nha cả nhà. Ở đây thì em bắt cái chảo lên em sấy mỡ tỏi. Rồi em đổ nước vô nha. Rồi em nấu cho sôi lên. Trường hợp mình bỏ me vô trong nước cũng được nha. Rồi mình dầm ra và mình vớt cái hạt me ra. Còn không thì mình nấu nước sôi. Mình lấy nước sôi này mình chế vô, mình dầm me rồi mình chắc cái nước vô trong cái nồi canh chua nha. Ở đây em có chuẩn bị ngò gai bỏ vô nồi canh chua cho nó thơm nè cả nhà, với ớt nữa nha. Và cách nêm nếm thì mỗi người có mỗi một khẩu vị khác nhau nha. Và tùy theo cách nêm nếm của mỗi người ở đây thì em chỉ có chia sẻ như mới tới đây thôi nha. Vì em cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp cho lắm, mong cả nhà cũng thông cảm nha. Sau một khoảng thời gian thì em đã nấu hoàn thành cái món canh chua cà phê nha cả nhà. Sau một khoảng thời gian thì em đã làm hoàn thành cái món cà phê nấu canh chua rau muống nha cả nhà. Ở đây thì cá lóc kho tiêu nha. Ở đây thì tôm rang đường. Có nước mắm, chao. Thì bữa cơm gia đình em thì gồm có bao nhiêu đây nha. Em mời cả nhà cùng dùng bữa cơm gia đình với vợ chồng em nha. Sau một khoảng thời gian thì vợ chồng em đã làm hoàn thành cái món ăn sáng cho gia đình. Giờ vợ chồng em mời cả nhà cùng dùng với vợ chồng em bữa cơm nha. Rồi em thưởng thức cái tay nghề anh nấu nha. Nấu nồi canh chua này thế nào? Để thưởng thức thử cái nào xã mình nấu coi. Em mời cả nhà nha, dùng cơm với vợ chồng em nha. Okay. Ngon cả nhà. Để em thưởng thức thử món canh chua ông xã mình nấu thử nha cả nhà. Em mời cả nhà thưởng thức với em nha. Xong. Xuất sắc. Xuất sắc. Ngon thiệt cả nhà ơi. Đây, cho em thưởng cho con cá luôn. Xuất sắc không? Xuất sắc. Ý là anh mới có sơ sơ đó. Vậy là 31 hả? Anh chưa biết mình nấu ăn. Em thì cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp cho lắm nha cả nhà. Đôi lúc chia sẻ nó không có như được những anh chị chuyên nghiệp. Thì cả nhà thông cảm cho em nha. Em mời cả nhà cùng dùng bữa cơm với vợ chồng em nha. Thưởng thức cái món cá lóc kho tiêu của bà xã làm đây. Ngon quá cả nhà. Tuy rằng bữa cơm nó rất là đơn giản mà gia đình cảm thấy nó hạnh phúc nha cả nhà. Cá lóc kho tiêu quá đỉnh luôn em. Ngon. Ngon. Nè, xem con tôm như thế nào. Thôi, mời cả nhà dùng con tôm rang đường với anh nha. Bà xã ăn gan nữa cả nhà. Ok. Em mà ăn cơm xin cốc rượu em. Ăn cơm vệ sinh cốc rượu thè cả nhà. Xin cốc rượu thè đó. Hồi này rất là bén nha. Đó.
sữa cho ông xã có vụ khè. Con cơm có cái mồi ngon mà thiếu con cốc rượu thì nó cũng cảm thấy nó thiếu thiếu thiệt cả nhà. Mời cả nhà nha. Thế nào mà khè dữ vậy anh? Quá tuyệt vời, chính xác là rượu khè chánh tông luôn nha. Anh làm tóc đi cho nó giãn gân. Này canh chua rau muống cá phi có cá kèo nữa nha cả nhà. Cay quá. Đóng trong cốc đi cho nó nóng nóng mấy rồi nha. Em mời cả nhà nha. Cá kèo vuông mình ăn nó rất là ngon nha. Thịt nó rất là dẻo nha. Cái nồi canh chua quá tuyệt vời luôn em. Quá tuyệt vời. Xã mình canh chua rau muống anh nấu ăn rồi là ghiền luôn. Vậy là chịu nấu nồi nữa đi. Chịu nấu nồi nha. Bữa ăn nó đơn giản vậy chứ hai vợ chồng nó rất là hạnh phúc cả nhà. Đây thì ở vùng quê em thì ít có ăn thịt lắm nha. Đôi lúc mình ra ngoài vườn mình thấy cũng được nắm rau, hoặc là ra vuông mình đi thăm đú mình bắt cua tôm, hoặc là mình đi soi cá, mình đi giăng lưới mình mò cá thì chút xíu thì vô cũng có món ăn nha, không có thịt ăn. Cảnh vùng quê mà mình có gì mình thưởng thức mấy nha cả nhà. Mình coi cá lóc này ngon quá. Ngon. Thưởng thức cái món ra quá trời ngon. Kho gán kho tôm ngon ngon luôn đãi anh mà. Ăn bà xã nói cái gì anh thấy cũng ngon. Nhanh quá đi anh ơi. Nhanh được không à? Có sao em nói vậy thôi cả nhà. Làm gì làm chứ cũng phải khen bà cả xã một cái cho bà xã nó vui nha cả nhà. Giờ thì hôm nay em quay cho cả nhà xem tới đây nha. Vợ chồng em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Giờ vợ chồng em cùng hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha.